Tháng 4 năm 2020, kênh YouTube Sang Vlog đăng tải video cho biết đang bị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nội dung một số video trên kênh. Được biết, trong vlog thử thách 24 giờ bên bờ hồ mà nam YouTuber đăng tải, anh đã bắt vài con rồng đất để chế biến thức ăn. Tuy nhiên, đây là loại động vật quý hiếm bị cấm săn bắt tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Sau khi đăng video này, cơ quan chức năng đã trực tiếp đến nhà anh để xác minh về những hình ảnh trong video. Chắc chắn tôi sẽ bị xử phạt về hành chính, còn có thể bị xử phạt về mặt hình sự. Theo tuyên truyền của công an, tôi đã gỡ video này xuống, Sang Vlog cho biết. Ngày 11 tháng 9, Nguyễn Văn Hưng, chủ kênh YouTube Hưng Vlog bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải video show em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông và cái kết. Chưa đầy một tháng sau, ngày 7 tháng 10, Hưng tiếp tục bị phạt vì video troll lấy tiền đập bể heo đất của em gái, em trai đi ăn chơi và cái kết. Hai video này được đăng trên kênh YouTube của Hưng với gần 3 triệu lượt theo dõi. Ngoài việc nộp phạt, chủ kênh phải xóa các video không phù hợp thuần phong mỹ tục này. Không lâu sau đó, trong một lần chia sẻ cùng báo chí, Hưng cho biết kênh YouTube của mình đã bị phía YouTube tắt chức năng kiếm tiền. Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Công an huyện Lục Ngạn đã phát hiện kênh YouTube DT Vlog có đăng tải các nội dung phản cảm gây ảnh hưởng đến người xem. Qua xác minh, Công an huyện Lục Ngạn xác định DVT, sinh năm 1994, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, là người sản xuất và đăng tải các video lên kênh YouTube. Tại buổi làm việc, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đề xuất thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt đối với DVT mức phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 23 tháng 10 năm 2020, trên fanpage Huấn Hoa Hồng do Bùi Xuân Huấn, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, làm chủ, đã đăng tải video clip các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung kèm biểu tượng VTV, sử dụng nội dung chương trình phóng sự của Chuyển động 24 giờ và có chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh cá nhân ông Huấn đi làm từ thiện. Ngay sau khi có thông tin phản ánh, ngày 24 tháng 10 năm 2020, Huấn đã gỡ bỏ video clip trên. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ngày 6 tháng 11, ông Bùi Xuân Huấn thừa nhận đây là video clip giả mạo VTV và được một người hâm mộ gửi đến. Do không biết là video cắt ghép, chỉnh sửa nên Huấn đã cho đăng trên fanpage cá nhân. Ngày 10 tháng 11, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Bùi Xuân Huấn do vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội.